Nó sẽ không bao giờ dính khi chúng ta hàn thiết hàn vào dây thép hoặc dây nhôm. Vậy làm sao để cho sợi dây dính vào mạch điện? Bước đầu tiên, chúng ta quấn dây điện thành nhiều vòng sao cho nó siết chặt. Cắt đi phần dư thừa để gọn gàng. Cho thêm chì. Và hàn vào. Nó vẫn chưa dính. Bạn nhìn kỹ thao tác của tôi làm. Bạn phải luyện tập thường xuyên. Cách này là hàn vào những vật thể không dính chì. Đây là cách thứ hai. Hàn dây điện rất to. Không thể hàn được. Và đây là cách hay nhất. Rất an toàn và chắc chắn. Đối với dây điện nhiều lỗi bên trong, chúng ta xoắn lại với nhau. Sau đó cho thêm chì vào. Lúc này hàn rất dễ dàng. Khi hai mối nối bị dính với nhau, cách này là cách tốt nhất mà tôi đã từng làm. Cho thêm chì. Vệ sinh nó. Ok. Còn cục pin? Bạn muốn hàn cục pin? Hãy nhấp nhấp vài lần. Chú ý, bạn cho mỗi hàng vào dây điện trước, sao cho nó nóng, rồi hãy để vào.
Nhiều dây điện cho một mối nối. Rất khó hàng. Hàng dây lớn nhất vào trước. Sau đó, hàng dây nhỏ sau. Nhớ hơ nóng nó trước khi hàng vào. Cho thêm chì vào dây điện. Sao cho dây điện nóng lên. Cố gắng luyện tập, bạn sẽ trở thành một chuyên gia. Bạn hãy chọn một video hay nhất để tiếp tục xem.